kẻ quay lén phụ nữ xinh đẹp đi vệ sinh khai gì. Nam thanh niên thừa nhận do say nên đã dùng điện thoại quay lén chị H khi chị này đi vệ sinh. Liên quan đến thông tin nam thanh niên bị đánh hội đồng vì quay lén phụ nữ đi vệ sinh, tối ngày 28 tháng 5, trao đổi với báo Đất Việt, lãnh đạo phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An xác nhận và cho biết cơ quan công an đang điều tra xử lý vụ việc. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 27 tháng 5, chị H, trú thị xã Thái Hòa, cùng người thân đến nhà hàng phường Quờ trên địa bàn phường Hòa Hiếu ăn uống. Khoảng 21 giờ cùng ngày, chị H vào nhà vệ sinh của nhà hàng thì phát hiện có một nam thanh niên dùng điện thoại quay lén mình. Chị H sau đó ra báo cho chồng, đồng thời nhờ chủ nhà hàng kiểm tra camera. Sau khi kiểm tra camera, mọi người phát hiện người đi vào khu vực nhà vệ sinh quay lén chị H là một nam thanh niên cũng đang ăn uống trong nhà hàng này. Bực tức, chồng chị H và một số người xung quanh gọi nam thanh niên này ra nói chuyện rồi đánh anh ta khi phát hiện điện thoại người này có clip quay lén lúc chị H đi vệ sinh. Nam thanh niên thừa nhận do say nên dùng điện thoại quay lén chị H, người này đã xin lỗi và hai bên hòa giải, bỏ qua. Công an cũng lập biên bản, làm rõ vụ việc theo quy định. Lãnh đạo công an phường Hòa Hiếu cho hay,